Con Amo 3 răng và lại kép sang 40 bọc vàng của Pháp xưa. Kính thì nguyên như đàn bộ rồi mà độ mới khá cao. Mắt màu vàng đang rất đẹp nhé. Cầu giữa có chữ Amo chui ven zin này. Càng phải nó có chữ Amo này. Rất rõ ràng nhé. Đây là càng trái này. Chữ Amo nhé. Mọi thông tin chi tiết về kính thì luôn luôn em ghi bên giấy video rồi. Và kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng, hình thức bán là giao bán hàng đều ghi bên giấy video nhé. Bác nhớ là trước khi đến gọi điện thoại cho em để em liên kết bán từ xa và lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu về đồ cổ xưa, tránh tình trạng đến là xuất quá thì em đi cửa hàng giao lưu đồ cổ xưa, đặc biệt hơn là đi thẩm định giá đồ cổ xưa. Bác nhớ điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất vì nhiều bác đến đột xuất là không gặp em. Có những bác đến đột xuất có chờ mất 1 2 tiếng, có bác đến đến đột xuất thì coi như đến 2 lần không gặp, thì thay vì thế mình điện điện thoại trước thì là em sẽ liên kết bán từ xa và lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. Và đó là cái giá trị cực kỳ lớn mà khi bác mua bán ở một số đồ cổ xưa lâu năm thương hiệu uy tín 20 mấy năm rồi và số điện thoại hơn 20 năm. Amo 3 răng bản là kép bọc vàng Pháp xưa, ốc sao tinh tế, mắt màu tràng khá hiếm nhé. Vâng, rất cảm ơn bác đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả phía sau.